Vâng, em Quốc Hùng xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em khui hàng. Hàng về rất là nhiều đầu tháng nha. Em khui hàng cho anh em tham khảo. Em về rất là nhiều những dòng đói nha anh em. Hàng về còn nguyên cái vali luôn nha này, nguyên vali luôn đây.
Siêu phẩm ớt của thầy vào năm lại gặp bếp nha nè.
Ơi, nghe chú ơi. Dạ dạ, tính của chú luôn chưa? Dạ dạ. Dạ. Dạ, cỡ đó. Dạ 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 dạ.